Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Tân Hưng, quận Thốt Nốt vừa tổ chức khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn. Căn nhà được khởi công xây dựng cho hộ ông Phạm Văn Muôn tại khu vực Tân Quế. Căn nhà được xây dựng trên diện tích 40 m2, tổng kinh phí dự kiến là khoảng hơn 80 triệu đồng. Trong đó, quỹ người nghèo của phường hỗ trợ 40 triệu đồng, số còn lại địa phương vận động các nhà mạnh thường quân trong và ngoài phường đóng góp thêm để căn nhà được khang trang hơn và từ đầu năm đến nay quỹ ba mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Tân Hưng quận Thốt Nốt đã vận động cất 7 căn nhà đại đoàn kết với kinh phí trên 390 triệu đồng.